Vâng, xin cho các bạn trước mặt chúng ta là một cây tùng cối ạ, một cây tùng cối họ làm tán cực dăm luôn, một cây tùng cối đại, vâng, chiều ngang từ tán trái sang tán phải nó phải đến 3 mét đấy các bạn ạ, chiều cao cỡ khoảng độ 1 mét rưỡi. Bây giờ chúng ta tiến vào cái phần phần tán đi, để mình muốn tả cho các bạn xem là cái độ dăm của cái tán này, họ làm cực dăm luôn. Một cái bông dăm này họ cắt cực kỳ dày, dày lắm, chiều 40. Vâng, một bông này là 140 này, các bạn nhìn này, rất dày, họ cắt vô cùng dày luôn. Vâng, mình đang đứng dưới tán cây đây, các bạn hình dung. Cây này cũng nhiều tuổi rồi, để có một gốc to như gốc cây tùng này cũng hiếm lắm, hiếm lắm. Họ bọn tay một này, tay một chạy lên làm ngọn này, rất già, vô cùng già luôn. Cái này phải đến 50 bông nữa mà bông nào cũng dày. Cái này họ chắc họ cắt cách đây cỡ khoảng độ tầm 20 ngày đến 1 tháng, 20 ngày đến 1 tháng. Hiện tại bây giờ bật bật mầm chồi non hết này, các bạn nhìn thấy không ạ? Vâng, bật chồi non hết rồi, tuyệt đẹp, đẹp quá. Mình đang đứng ở phía bên tay tay phải của cây đấy, các bạn nhìn đây, tuyệt đẹp. Bông tán tán nặng dày, tán nào cũng dày hết. Thân này, thân mốc xù xì, vô cùng xù xì luôn. Vâng, bây giờ mình sẽ quay nhé, mình sẽ quay tổng thể của cái cây này để các bạn hình dung. Tầng tán đẹp vô cùng, tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu tầng nữa. Vâng, đây các bạn hình dung cái độ lớn của cây này. Đó, một cái xe con đi qua, các bạn hình dung độ lớn của cây là như thế nào. Vâng, và đây là tổng thể của cây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.